Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại Hồ Gươm. Đài Việt đang ở đài phun nước ngay ở trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục quý vị và các bạn. Hôm nay Việt gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại phố cổ vào buổi tối. Hôm nay tối ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Và Việt cập nhật quý vị, gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về dịch Covid. Hôm nay thì thủ đô Hà Nội có 13.323 ca mắc Covid, trong đó có 5.214 ca cộng đồng và 8.109 ca đã cách ly. Đó là theo báo 24 giờ quý vị và các bạn đã cập nhật, gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về dịch Covid. Hôm nay Việt mời quý vị và các bạn đi cảm nhận cuộc sống vào buổi tối. Cương, nếu không có dịch thì Hồ Gươm luôn nhộn nhịp. Các hàng quán cũng như là du khách tới với Hồ Gươm rất nhiều. Nhưng như quý vị và các bạn thấy, bây giờ Việt đi là 19:30, quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đi một vòng Hồ Gươm, xong Việt sẽ rẽ về tuyến phố Tại Hiện để gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh nhà hàng Cá Mập sáng rực ánh đèn, luôn luôn đón quý vị và các bạn tới thưởng thức những món ăn đặc trưng, đó là món chả cá quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đi cảm nhận. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành cũng như góp ý giúp Việt. Có quý vị nói là những hình ảnh buồn, nhưng Việt nói thì luôn luôn vui. Trong cuộc sống thì Việt luôn lạc quan. Tất cả mọi tình huống xảy ra thì khi lạc quan thì chúng ta sẽ xử lý rất là tốt. Còn về dịch Covid thì Việt cũng rất là hạn chế tiếp xúc gần với tất cả mọi người. Kể cả Việt đi ghi hình, Việt cũng đứng xa mọi người và gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh mình không tiếp xúc gần. Và khi ra ngoài mình đeo khẩu trang, giữ gìn trước tiên cho mình và cho tất cả quý vị. Chúc mừng quý vị và các bạn là anh Signal vắng khách. Ở trên Hồ Gươm thì mình thấy các bạn trẻ vẫn đi dạo, nhưng mà nhà hàng kinh doanh thì Việt thấy không có khách. Quý vị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube. Chúc mừng quý vị và các bạn là ngã ba Bảo Khánh và Lê Thái Tổ. Việt thấy trên Hồ Gươm vẫn thấy một số các bạn trẻ đi tập thể dục cũng như đi dạo. So với ngày không có dịch thì Hồ Gươm nhộn nhịp hơn nhiều quý vị và các bạn. Và do dịch Covid tại thủ đô Hà Nội tăng cao nên ra các tuyến phố Việt thấy nhất là phố cổ cũng vắng người hơn. Các quán cà phê thì cũng vắng người. Vì mỗi ngày mười mấy nghìn ca, như hôm nay là hơn 13.000 ca. Thì quý vị cũng như các bạn ở nhà cách ly, không đi ra ngoài đường nên phố phường cũng vắng hơn rất nhiều.
Chúc mừng quý vị và các bạn là ngã ba phố Hàng Chống và Lê Thái Tổ. Các khách sạn cũng đã mở cửa đón khách rồi, quý vị và các bạn. Nhất là các bạn gái có lợi thế quý vị và các bạn, chân dài, da lại trắng nữa. Và chúc mừng quý vị và các bạn là ngã tư Lê Thái Tổ và Triệu Hàng Cay cũng như là tuyến phố Tràng Thi. Cả tuyến phố Hàng Cay vào buổi tối thì thấy chỉ có 1-2 cửa hàng mở cửa. Việt sẽ mời quý vị và các bạn đi trên tuyến phố Tràng Tiền. Xong chút nữa Việt sẽ rẽ ra Hồ Gươm. Trước màn hình quý vị là ngã tư Hàng Cay, Tràng Tiền và Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, quý vị và các bạn. Tuyến phố Hàng Bài cũng vắng người. So với ngày bình thường thì các phương tiện cũng rất vắng. Trung tâm thương mại Tràng Tiền. Tâm thương mại Tràng Tiền vào thứ ba cực kỳ vàng. Wow, ở đây có một bạn chân dài. Đi dạo những ngày này ở thủ đô Hà Nội cực kỳ thích. Không khí thoáng mát. Hôm nay thời tiết Hà Nội rất đẹp quý vị và các bạn. Rơi vào khoảng 20 độ C. Hàng đẹp lung linh nhưng vắng bóng người. Trên tuyến phố Tràng Tiền hút khách nhất vẫn là thương hiệu kem Tràng Tiền, luôn có rất đông quý vị và các bạn tới du lịch, tới thăm thủ đô Hà Nội ghé đây những chiếc kem Tràng Tiền. Và chúc mừng quý vị và các bạn là ngã tư Tràng Tiền và Ngô Quyền. Các nhà hàng như quý vị và các bạn thấy. Không có bóng người, không có bóng khách. Một số cửa hàng kinh doanh đã đóng cửa.
Và trước màn hình quý vị là nhà hát lớn Hà Nội. Anh xe ôm cũng đang ngồi chờ khách quý vị và các bạn. Và Việt đang ở trước cửa nhà hát lớn Hà Nội quý vị. Hôm nay Việt thấy nhà hát lớn có sự kiện gì đó. Vắng bóng một thời. Đang mở cửa tổ chức đón quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn rẽ sang tuyến phố Lê Thánh Tổ, Lý Thái Tổ. Hình ảnh rất là lộng lẫy quý vị và các bạn, rất đẹp tại trước cửa nhà hát lớn. Chỉ thiếu mỗi quý vị tới đi dạo cũng như là thưởng thức những món ngon tại phố cổ, là phố cổ thêm sôi động và nhộn nhịp hơn. Chúc mừng quý vị và các bạn là khách sạn Metropole, khách sạn 5 sao. Do gimbal của Việt hết pin nên quý vị và các bạn thông cảm. Việt sẽ Việt sẽ quay bo để gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh. Việt đang ở ngã tư Lê Phụng Hiểu và Lý Thái Tổ. Ngay góc ngã tư cũng là một khách sạn rất hoành tráng quý vị và các bạn. Rất đẹp. Và Việt đang ở trước cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gọi là kho bạc nhà nước quý vị. Xin mời quý vị và các bạn sang tuyến phố Lê Thạch rồi ra Hồ Gươm. Trước tượng đài Lý Thái Tổ, những hình ảnh cực đẹp quý vị và các bạn vào buổi tối, lung linh ánh điện rực rỡ cả một bầu trời thủ đô.
Và Việt đã ra tới Hồ Gươm rồi, quý vị và các bạn. Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng thì được thấy các phương tiện vẫn di chuyển rất là nhộn nhịp, nhưng ở bên cạnh Hồ Gươm thì vắng người đi bộ cũng như là đi dạo vào buổi tối, quý vị. Đền Ngọc Sơn cũng đã đóng cửa vào buổi tối rồi. Bình thường ban ngày đền Ngọc Sơn mở cửa đón quý vị và các bạn tới tham quan. Việt đã tới đài phun nước rồi, quý vị và các bạn. Việt sẽ vào phố Đinh Liệt, xong Việt sẽ tới phố Tạ Hiện, gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại trung tâm phố cổ vào buổi tối hôm nay, tối ngày thứ ba. Bán thì hầu như là không có khách. Các chị bán hoa quả ngay ở góc ngã tư Hàng Đào, Lê Thái Tổ và cầu gỗ.
đang ở ngã ba Cầu Gỗ Đinh Liệt. Cửa hàng kinh doanh cà phê này được thấy có hai người khách. Trên tuyến phố Đinh Liệt thì rất vắng người quý vị và các bạn. Thì đang ở ngã tư Đinh Liệt và phố Gia Ngư. Các hàng ăn vào buổi tối như quý vị và các bạn thấy. Căn nhà vẫn chưa cho thuê được. Này trên tuyến phố Tạ Hiện nhận thấy tối om. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng Hồ Gươm như là tới phố cổ Tạ Hiện. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe và một cuộc sống luôn tươi trẻ, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Đấy, có một số cửa hàng đã có khách rồi, tuyệt vời. Quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt.